cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một trận cờ chơi pháo đầu rất hay của danh thủ Vương Thuyết đấu trên giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2012. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bên đỏ đi tiên là Vương và người cầm bên đen là danh thủ Trần Trác.
吃。吃。将军。吃。Và tiếp theo sau phần cờ cho vượt pháo qua bát mã đến từ bên tiên của vương thì bên đen đã buông cờ xin thua. Khi các bạn thấy ngay bên tiên đang đe dọa hai phần cờ, xe tám tấn một bắt cây hoặc phần cờ cho tiền pháo qua, chủ tướng thì bên đen vẫn là mất quân. Như vậy kênh cờ thủ tinh hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên một trận cờ thi triển pháo đôi rất hay, đặc sắc của danh thủ vương thứ nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.